Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Tin bão khẩn cấp và các chỉ đạo ứng phó. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, có xu hướng mạnh thêm. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 15. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km một giờ. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 9 đến 11 m, nước dâng do bão 1 đến 1,5 m, mưa lớn trên 400 mm một đợt. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh. Từ sáng mai, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8-9 sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14 giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm mai, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao từ 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 m đến 1,5 m gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ đêm mai, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.
Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11, cảnh báo mưa lớn. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Khẩn, có 177 tàu cá trên 1.398 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Sáng qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản hỏa tốc số 76 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định về việc đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Văn bản nêu rõ, bão số 4, bão Noru đang hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đây là cơn bão rất mạnh, cường độ cấp 13-14, giật cấp 16, di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền nước ta trong ngày mai. Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ ngày hôm qua, hiện có 177 tàu cá trên 1.398 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 4. Trong đó, Đà Nẵng 7 tàu trên 45 ngư dân, Quảng Nam 18 tàu trên 213 ngư dân, Quảng Ngãi 87 tàu trên 684 ngư dân, Bình Định 65 tàu trên 456 ngư dân. Bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 177 tàu cá thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại trên biển, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá nêu trên di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc của bão để nơi tránh trú an toàn. Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo trước 6 giờ 30 phút và 17 giờ hàng ngày để tổng hợp. Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban. Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung ứng phó bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu mở đầu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó cơn bão số 4. Trước lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc cơn bão Durian hay cơn bão số 9 tại Việt Nam cuối năm 2006 đã gây ra thiệt hại rất lớn về người và của, khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó. Do đó, các bộ, ngành, cơ quan, các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố, miền Trung phải tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã họp và có các chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đang có mặt ở miền Trung để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó bão. Thủ tướng cho biết, ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung và được báo cáo là ở nhiều nơi vẫn trời quang mây tạnh. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan lơ là mất cảnh giác. Ông nhấn mạnh các bộ ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan lơ là mất cảnh giác trước diễn biến của bão. Trong đó, hết sức quan tâm một số nhiệm vụ khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Thủ tướng nêu rõ các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão Noru. Triển khai các biện pháp khẩn trương quyết liệt nhất ứng phó bão Noru, bão số 4. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru. Công điện nêu rõ,
cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16 khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa. Khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày hôm qua, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày hôm nay, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ. Trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Căn cứ diễn biến bão Noru, các địa phương chủ động cấm biển cho học sinh nghỉ học. Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó kịp thời. Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ. Phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hệ thống điện. Bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp. Thứ tư, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão, lũ, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Thứ năm, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Thứ sáu, các bộ, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão, lũ. Thứ bảy, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương, sẵn sàng lực lượng phương tiện sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Thứ 8, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Thứ 9, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó các cấp, các ngành để nhân dân biết chủ động phòng chống. Thứ 10, Giao ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp bộ, địa phương, triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Cảm ơn
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.